Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Hiện tại Thiên Định đang có mặt tại cổng chào tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Vâng, đây là chính là lối vào và đây chính là cổng chào màu đỏ mà cô chú anh chị khi cô chú anh chị chúng ta tới dự án Vinhome Ocean Park thì cô chú anh chị luôn luôn bắt gặp tại ngay đầu của dự án. Và bây giờ đây Thiên Định hôm nay Thiên Định muốn quay lại cho cô chú anh chị chúng ta cập nhật cho cô chú anh chị chúng ta những cái thông tin hiện tại là tất cả các cái con đường tại dự án Vinhome Ocean Park đã khai thông hết rồi nha cô chú anh chị nhá. Tất cả các cái con đường mà cô chú anh chị chúng ta muốn vào dự án Vinhome Ocean Park hiện tại đã được khai thông. Như cái con đường này thì cô chú anh chị được biết là cái lượng lưu thông xe cộ hiện tại đi lại nó cũng rất là đông luôn. Và tất cả những mọi người đi trên trục đường này thì hiện tại sẽ không bị kiểm soát nữa rồi và sẽ đi đi vào thoải mái rồi. Cho nên gọi là cái lượng lưu thông bây giờ nó sẽ cực kỳ lớn luôn, mọi người có thể đi ra vào thoải mái luôn. Bên phải chúng ta chính là BBQ cũng như vườn nướng, song song bên kia chính là sông và cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Và bây giờ Thiên Định sẽ mời cô chú anh chị chúng ta đi theo cái con đường mà Thiên Định bình thường vẫn đi, nhưng mà bình thường Thiên Định đi thì có barrier cũng như là có các cái anh an ninh của chủ đầu tư chấn lại, nhưng hiện tại thì tất cả các con đường đã được thông rồi. Và hôm nay Thiên Định sẽ mời cô chú anh chị chúng ta đi theo những cái con đường mà Thiên Định vẫn thường đi để tham quan dự án Vinhome Ocean Park. Đây, bên trái chúng ta chính là những tòa chung cư S205, S202, S203. Cô chú anh chị nhìn thấy là Vinhome Ocean Park cái lượng cư dân nó bây giờ nó thay đổi từng ngày đúng không? Hầu như ngày nào Thiên Định cũng đã thấy hầu như mọi người đã đến đây rất là đông rồi. Và hầu như là mọi người đã cảm nhận với cuộc sống ở đây nó dần dần nhộn nhịp trở lại, nó trở 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 nên nhộn nhịp dần dần rồi. Đây, đây chính là tòa nhà văn phòng VinFast 45 tầng. Chủ đầu tư cũng đang gấp rút hoàn thiện rất là nhanh luôn. Đây thì định chia sẻ là mọi hôm là ở ngay đầu con đường này có một cái rào chắn cũng như là có an ninh bảo vệ canh ở đây, nhưng mà hôm nay cũng đã khai thông hết rồi. Và cũng vào con đường đây là đây kia chính là quả cầu mà cô chú anh chị khi mà cô chú anh chị xuống dự án thì sẽ thường xuyên thấy được cái biểu tượng, đó chính là ba cánh tay nâng đỡ quả cầu kia. Đấy, đây chính là ngã tư vào lối đường 52 m và chính là trường đại học VNUD. Đây, cô chú anh chị thấy không ạ? Mỗi hôm thì ngay lối này, ngay lối chốt an ninh này đã có hàng rào chắn và có an ninh kiểm tra và hướng dẫn mọi người, nhưng mà hôm nay thì đã tháo tháo ra rồi và bây giờ là mọi người có thể đi vào thoải mái luôn. Thấy họ hôm nay là đi vào rất là thoải mái luôn. Con đường của chú anh chị nếu đường đã được rãnh nhựa hoàn toàn và con đường này là con đường bây giờ đã hoàn thiện xong 100% luôn. Con đường rất là đẹp luôn. Bên phải chính là trường đại học VNUD. Trường đại học mà chủ đầu tư đang mong muốn là nó sẽ là một trong những top 20 thế giới, 20 trường đại học chất lượng nhất thế giới. Đấy. Chị nhìn đó, bây giờ đi vào rất là thoải mái luôn. Vào dự án thì kể cả khu chung cư hay khu biệt thự thì bây giờ đều có thể được vào được ngắm bên trong hồ rồi. Đây, đây chính là những căn shop house tại san hô 06 à san hô 16. Đấy, an ninh đây thì mọi người bây giờ cũng đã vào được rồi. Đây, trục đường 52 m mà khi khai thông của chúng chị thấy có đẹp không ạ?
cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ giá trị luôn của chú chị ạ. Hiện tại thì con đường ở giữa này đang rãnh nhựa, thì Thiên Đình sẽ đi men vào phía bên 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 con đường bên cạnh, men men đường hồ đây. Đây xe này cũng vừa chắc vừa mới đi vào đấy nhưng mà không đi được. Đây, đây chính là khu san hô đây của chú chị ạ. Còn đây chính là trục đường 52m. Mình đang đi vào cái làn trong cùng nha cô chú anh chị nhé. Còn làn ngoài kia là cũng khai thông hết rồi. Rất là đẹp luôn. Biển hồ trong xanh, mọi người đang câu cá của chú anh chị nhìn nào. Trời nắng như này mà mọi người vẫn chăm chỉ câu cá. Đây là những sàn lan can là gọi là được phép câu cá tại đây nha cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nào có thẻ cư dân thì chúng ta có thể tới đây câu cá rồi. Đây. Đây chính là những cái dãy shop house Ngọc Trai 6 và Ngọc Trai 8. Tại vì cái khu đáng ra là chưa được tháo rào, nhưng mà cái khu Ngọc Trai đảo lớn và Ngọc Trai đảo nhỏ thì đã bàn giao, đợt vừa rồi đã bàn giao gần hết rồi. Cho nên là bây giờ chủ đầu tư phải mở ra để cho cư dân tiến hành hoàn thiện cũng như là thiết kế. Đây, đây là những căn Ngọc Trai 6 đây của chú chị ạ. Những căn Ngọc Trai 6 là hướng Tây Bắc, những căn Ngọc Trai 8 bên kia là hướng Đông Nam. Hiện tại đang có mấy cặp đang bán giá cực kỳ rẻ. Thiên Định chia sẻ luôn là Thiên Định đang làm cực kỳ mạnh và cực kỳ sát sao làm chuyển nhượng mua bán tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Của chú anh chị nào quan tâm cũng như là muốn ký gửi có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại 0907 459 550. Đây, đây chính là vào đảo Ngọc Trai bé đây của chú anh chị ạ. Bên kia là đảo Ngọc Trai lớn. Đây, bên đây chính là đảo Ngọc Trai lớn đây của chú anh chị. Đây, con đường 52 bây giờ đã chạy rất là đẹp rồi. Con đường 52 bây giờ đã thông rất là đẹp luôn. Bây giờ Thiên Định sẽ chạy cái đường ven hồ này của chú anh chị thấy được cái vẻ đẹp của nó. Đường của chú anh chị thấy không ạ? Đường cực kỳ đẹp đây. Bên đây chính là Ngọc Trai 6. Ngọc Trai 6 shop house mặt đường 52m hiện tại đang có một căn chuyển nhượng cực kỳ rẻ. 11,8 tỷ bao phí toàn bộ cho cô chú anh chị luôn, hướng Đông Nam nha cô chú anh chị nhé. Nó gồm có 4 tầng một tum luôn. Con đường này còn chuẩn bị sau này sẽ thông ra đường quốc lộ 5. Hiện tại chủ đầu tư cũng đang triển khai đang làm rồi. Đây, bây giờ Thiên Định sẽ đi qua cái lối đường ven hồ. Con đường Thiên Định đang đi là coi như là cái con đường lớn nhất và là đẹp nhất. Cái trục đường giao thông hầu như là ok nhất. Thiên Định cảm thấy đẹp, Thiên Định đi để giới thiệu cho toàn thể quý anh chị. Đây chính là lối đường dạo bộ ven hồ khu sao biển. Bên phải chính là hồ 24,5 ha. Bên kia chính là căn biệt thự, những căn biệt thự đơn lập Ngọc Trai. Đảo bé. Những căn bên trái là những căn đơn lập view mặt hồ tại khu sao biển. Hiện tại đang có 2 căn đang chuyển nhượng, giá cực kỳ hợp lý luôn. Hướng Tây Bắc Đông Nam đều có, của cho anh chị nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định. Đây, biển hồ đây của chú chị nhé. Biển hồ mênh mông không ạ? Biển hồ cực kỳ mênh mông luôn. Qua biển hồ chạy lên chia chính là quảng trường trung tâm và biển nước mặn 6,1 ha. Vào trong đây thì cô chú anh chị Thiên Định chia sẻ luôn là nó rất là mênh mông và miên man luôn. Đẹp không thể tưởng tượng nổi luôn. Những cái cảnh sắc của cô chú anh chị chúng ta phải đi hàng ngàn cây số, cô chú anh chị chúng ta mới được thưởng thức và ngắm cảnh. Nhưng bây giờ nó đã có ngay ở ngay tại quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đây, đây là những shop house mặt biển Kim Cương. Vị trí đằng sau chính là mặt biển 6,1 ha đây cô chú anh chị ạ. Đây, cái lối con đường này là cái con đường lớn mà Thiên Định đang đi sát với toàn những cái tiện ích dịch vụ đẳng cấp luôn. Đi thẳng lối này thì Thiên Định sẽ rẽ phải ra con đường 30m đại lộ trục chính tại khu sao biển. Nó là một trong những cái con đường sau này sẽ vô cùng sầm uất tại khu sao biển, và nó cũng là chính là trục chính của tuyến xe buýt sau này của Vin sẽ đi. Đây, bây giờ Thiên Định sẽ rẽ ra con đường 30m chia làm hai làn lớn. Bên phải con đường 30m này cô chú anh chị nhìn thấy luôn, đó chính là biển nước mặn 6,1 ha. Đây,
cũng chỉ nhìn thấy biển không ạ? Biển cực kỳ đẹp luôn. Nước trong xanh, dạng dừa xanh, cùng với những cái chòi, những cái ghế, không khác gì cảnh của những cái bãi biển nổi tiếng như Phú Quốc và Nha Trang mà chủ đầu tư đã triển khai. Đây, cô chú anh chị nhìn xa xa bên kia, không phải xa nữa mà bên trước mắt cô chú anh chị, chúng ta chính là trung tâm thương mại Vincom. Trung tâm thương mại có tổng diện tích là 6,7 ha luôn cô chú anh chị ạ. Đây, bạn bên đây chính là khu sau biển. Trung tâm thương mại thì đến cuối năm nay hoặc là đầu năm sau thì chủ đầu tư sẽ khai trương. Rất là đẹp luôn. Đúng là khi con đường đã hoàn thiện với mình cảm nhận nó đẹp. Bây giờ Thiên Định sẽ vòng luôn ra khu bên hồ Hải Âu luôn, những căn biệt thự Hải Âu view mặt hồ luôn, để cô chú anh chị chúng ta đi một vòng những cái gọi là những xung quanh những cái tiện ích đẳng cấp luôn. Đây, bây giờ Thiên Định sẽ vòng ra khu Hải Âu. Rồi, mấy người anh em đang đi vào để ấy, đang chặn con xe Thiên Định chưa ra được. Thiên Định sẽ chờ một chút. Đây chính là khu thương mại dịch vụ 50 năm. Khu tam giác vàng luôn. Đây được coi là khu tam giác vàng, khu thương mại dịch vụ 50 năm. Đối diện trung tâm thương mại Vincom, sau này nó sẽ giá trị của nó sẽ cực kỳ tốt. Và bây giờ hiện tại cũng Thiên Định đang cũng có một số thông tin chuẩn bị bán. Quý anh chị nào quan tâm có thể liên hệ với trực tiếp với Thiên Định nhé. Đây chính là con đường Hải Âu 01. Con đường rất là đẹp luôn. Con đường này chính là con đường mà sau này Thiên Định chia sẻ luôn, là những cái căn biệt thự đơn lập tại Hải Âu 01 bây giờ giá trị cũng đang rất là cao rồi. Đây là những căn biệt thự view mặt biển, trên kia là view mặt hồ. Đây, bên phải đây chính là lối để vào check in tại biển nước mặn. Nó gồm có hai lối vào, lối vào tại quảng trường và lối vào tại Hải Âu 01. Biển nước mặn đẹp, rất là đẹp luôn, lung linh luôn. Những căn biệt thự Hải Âu 01 diện tích 280m, 270m đang có giá từ 39 đến 41 tỷ nha cô chú anh chị nha. Những căn cạnh quảng trường luôn đang có giá tầm khoảng 44 đến 45 tỷ. Đi qua biển này thì Thiên Định sẽ mời cô chú anh chị chúng ta đi tham quan qua quảng trường trung tâm tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Những ai chưa vào dự án, những ai chưa tới dự án thì xem qua cái video này của Thiên Định thì hầu như sẽ được tổng hợp tất cả những không gian, cảnh quan cũng như là những cái con đường trục chính nối thông với dự án. Đây, ở đây là quảng trường, thì ngay quảng trường có hai nhà hàng đã mở rồi, đó là nhà hàng Thúy Béo và nhà hàng Nhất Long, cà phê Nhất Long và hải sản Thúy Béo. Bên đây chính là quảng trường Vinhome Ocean Park đấy cô chú chị ạ. Quảng trường này thì buổi tối thì rất là lung linh và đẹp luôn. Bây giờ ban ngày thì hơi nắng một chút, Thiên Định mà ra thì nắng lắm, đèn hết người thôi cô chú chị ạ. Đấy, cô chú chị cảm nhận có đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Hôm nay là thứ năm thì là cái ngày trong tuần, thì hôm nay chiều này cũng chắc chắn là rất nhiều cô chú chị chúng ta sẽ tới đây tham quan và ăn tiệc nướng BBQ. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đây là biển hồ rồi, biển hồ 24,5 ha. Biển hồ nó bao quanh cái đảo ngọc trai bé của chúng chị nhìn em ạ, những căn đơn lập đảo ngọc trai bé rất là đẹp luôn. Cây cối tại dự án Vinhome Ocean Park rất là xanh luôn, tại vì chủ đầu tư có một cái lượng rất nhiều các cô chú anh chị đi làm vệ sinh cũng như là đi chăm sóc cây cảnh rất là chuyên cần. Mọi người làm việc rất là chăm chỉ luôn của chúng chị ạ. Để tạo nên một cái dự án nó đẹp tuyệt vời như này chỉ trong vòng chưa đến 2 năm thì Thiên Định khẳng định rằng là đúng là chỉ có Vingroup mới làm được. Chưa tới 2 năm từ một cái bãi đất ruộng trồng lúa mênh mông, chủ đầu tư đã tạo nên một cái dự án đẳng cấp như này, đẳng cấp quốc tế luôn. Thiên Định chia sẻ luôn là ở Việt Nam mình cái này chỉ có một thôi.
một cái vị trí, một cái những cái tiện ích bao quanh, cùng với một cái môi trường sống đáng lý tưởng như thế này, thì sau này của tôi anh chị chúng ta không thể lựa chọn một cái địa điểm nào mà nó có thể tốt hơn. Vị trí nó trung tâm, gần ngay trung tâm của Hà Nội như này. Đấy, bây giờ là Thiên Định đang đi trên trục đường Hải San Hô rồi. Coi như là Thiên Định đã đi được một vòng rồi đấy cô chú anh chị ạ. Gần được một vòng rồi đấy ạ. Gần được một vòng quanh hồ, quanh biển, quanh trung tâm thương mại, quanh những căn biệt thự lung linh và tuyệt đẹp tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Đây là những căn đơn lập mặt hồ san hô. Những căn này thì Thiên Định đang có 2-3 căn chủ nhà đang gửi bán với giá cực kỳ hợp lý luôn. Bên phải chính là vườn nướng BBQ view mặt hồ. Thiên Định chia sẻ luôn, đảo Ngọc Trai là một cái đảo sau này nó sẽ rất là giá trị, giá trị về mặt sinh sống cũng như là ở, để ở. Nó không có giá trị nhiều về mặt kinh doanh, tại vì trong đấy không kinh doanh được, nhưng mà sau này để ở thì nó cực kỳ đẹp và nó rất là yên tĩnh luôn. Mà cái khu đô thị Vinhome Ocean Park Thiên Định chia sẻ sau này cực kỳ ồn ào. Cô chú anh chị phải biết là có 200 cư dân, cả chung cư cả biệt thự sẽ đổ xô xuống một cái dự án, đại dự án như này, biển hồ như này, thì sau này nó sẽ đông và nó ồn ào như thế nào. Thì cái những cái khu như đảo Ngọc Trai, đảo Ngọc Trai lớn và đảo Ngọc Trai bé sau này nó là giá trị thực sự luôn. Vâng, vâng, vừa rồi là Thiên Định đã giới thiệu cho cô chú chị chúng ta một vòng tham quan toàn thể dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm qua những con đường đẹp nhất. Thiên Định rất mong sự ủng hộ của toàn thể cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị nha. Xin chào.